Sông Hoàng Nhà Đầu Địa xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con máy hút ẩm của hãng Mitsubishi. Đây là một cái chiếc máy phải nói là đỉnh cao của công nghệ. Thiết kế rất là mỏng, chạy cực êm, đơn giản, dễ sử dụng. Con máy chạy phải nói là gần như là không nghe tiếng gì các bác nhé. Nếu các bác để ở chế độ lâu này, gió thấp thì gần như là các bác không nghe thấy một tiếng gì luôn. Đấy. Máy chạy cực êm, trên máy rất là dễ sử dụng, có chế độ hẹn giờ này, các chế độ hút ẩm auto này, hút ẩm theo từng các chế độ như là thấp, nhiệt độ rồi là cao, tắt bật nguồn, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy. Con máy thiết kế rất là mỏng, rất mỏng các bác nhé. Chiều này chưa căng tay, chiều này vào khoảng 40 thôi. Con này thì lấy gió mặt trước, cho nên là lấy gió mặt trước này, cho nên là mình có thể để cái phần lưng này sát tường được, nó rất là gọn. Nó cũng có một cái ưu điểm, cũng là một cái hay của nó. Đấy, khu vực bình nước. Đấy. Bình nước này khoảng 4-5 lít thì đó. Đấy cũng rất là dễ dàng, có lắp đóng lại rất là gọn. Con này nó sản xuất tại Nhật thôi nhé, Made in Japan này. Hút 16 lít một ngày, điện 220V, 275W cực đại. Để thiết kế rất là dễ sử dụng. Con máy chạy rất ok, ngon lành. Sản xuất tại Nhật luôn. Con này em bán 3,9 triệu nhé, giá chưa phí vận chuyển. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ. Chào các bác.